quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Phú cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Phương, sinh năm 1996, Nguyễn Quốc Diệt, sinh năm 2000, cùng trú huyện Châu Phú về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Riêng bị can Phan Chí Nguyên, sinh năm 2000, trú tại địa phương đã bị tạm giam trong một vụ án khác cùng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, sau khi Nguyên cùng Phương Diệt uống hết gần 2 lít rượu, Nguyên điều khiển xe mô tô chở Phương Diệt đi nhậu tiếp. Khi đến khu vực ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, thì giữa Diệt và Phương xảy ra cự cãi đánh nhau, nên Nguyên dừng xe lại đậu giữa đường. Lúc này, anh Lê Văn Trí, sinh năm 1997, trú huyện Châu Phú, điều khiển xe ô tô tải đến thấy xe của Nguyên dựng giữa đường. Anh Trí bóp còi, nhóm của Nguyên chửi và hăm dọa anh Trí, rồi dùng gạch đá ném bể kính chắn gió và kính bên hông xe tải. Hoảng sợ, anh Trí xuống xe bỏ chạy vào nhà người dân gần đó. Diệt đuổi theo, dùng đá ném vào trong nhà, làm bể tấm kính trên bàn thờ, rồi cả ba lên xe bỏ chạy. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng xác định và mời Nguyên, Phương và Diệt làm việc. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Trong thời gian chờ kết quả định giá tài sản, Nguyên tiếp tục dùng dao chém hư hỏng 5 chiếc xe mô tô của nhóm thanh niên mâu thuẫn với Nguyên. Sau đó, Nguyên bị khởi tố bắt tạm giam. Thưa quý vị và các bạn, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 vào sáng mai 5 tháng 9 đang rộn ràng ở khắp các nhà trường, địa phương trên toàn tỉnh. Để lễ khai giảng năm học mới thực sự trở thành ngày hội khai trường vui tươi và đầy ý nghĩa của các em, công tác chuẩn bị đã được ngành giáo dục, các trường học hoàn thành, sẵn sàng bước vào năm học mới với nhiều tín hiệu phấn khởi. Theo Sở Giáo dục Đào tạo An Giang, năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 714 trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông với khoảng 15.130 lớp học, giảm 4 trường so với năm học trước do sắp xếp điều chỉnh, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ. Trong đó có 155 trường trung học cơ sở, 54 trường trung học phổ thông. Đến nay, tỷ lệ quy động học sinh đến trường đạt 93,88%. Trong đó, tỷ lệ quy động học sinh trung học cơ sở đạt 101,72%. Số học sinh tuyển mới vào lớp 6 đạt 104,89%. Về cơ bản, đội ngũ cán bộ giáo viên và hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới. Với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, năm học mới 2023-2024 được ngành giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với các ngành địa phương triển khai các nội dung tập trung đáp ứng yêu cầu đổi mới đi vào chiều sâu đến từng môn học, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Đến nay, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bước vào năm học mới 2023-2024. Ngành giáo dục và đào tạo các địa phương cũng chỉ đạo các trường lên kế hoạch năm học, rà soát sắp xếp đội ngũ giáo viên, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu để thực hiện nhiệm vụ năm học. Đồng thời tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền phụ huynh học sinh, nâng cao nhận thức trong việc đưa con em ra lớp, đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi được đi học. Các trường học cũng đã thực hiện công bố danh sách, sách giáo khoa để thực hiện giảng dạy cho năm học mới. 100% các trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác tuyển sinh và việc thực hiện thay sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão năm nay, Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh An Giang yêu cầu các ngành địa phương tập trung nguồn lực phòng chống thiên tai nhằm bảo vệ an toàn, tính mạng, tài sản và sản xuất của người dân. Từ đầu năm đến nay, mưa dông sét gây chết 2 người tại huyện Phú Tân và Châu Phú, đồng thời làm 248 căn nhà bị sập tốc mái, ước thiệt hại 3,2 tỷ đồng. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh xảy ra 71 vụ sạt lở răng nứt, sụp lún đất bờ sông, kênh rạch, tổng chiều dài 3,4 km, gây ảnh hưởng 95 căn nhà, ước thiệt hại về đất khoảng 8 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình thiên tai, Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh An Giang yêu cầu các ngành địa phương tăng cường tuyên truyền bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai nhằm tránh bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tăng cường tuyên truyền kiểm tra, hướng dẫn người dân chằng chống tu sửa nhà ở, kho tàng, nhà máy xí nghiệp, công trình công cộng để tăng độ vững chắc. Các tỉa cây xanh, cây to có nguy cơ đổ ngã, kiểm tra biển hiệu pano, biển quảng cáo có khả năng mất an toàn nhằm đề phòng mưa dông lốc xảy ra. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, cần kiểm tra sửa chữa máy móc kịp thời bơm tiêu chống úng cho lúa, màu, cây ăn trái trong mùa mưa lũ.
Trong công tác phòng chống sạt lở, Ban Chỉ huy tỉnh yêu cầu các ngành địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát khu vực có nguy cơ cao theo cảnh báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, kể cả khu vực cặp tuyến kênh rạch, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động di dời người dân, nhà ở đến nơi an toàn khi có dấu hiệu sạt lở, tăng cường rà soát kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố sạt lở có thể xảy ra. Cùng với đó, phải huy động nguồn lực địa phương, quỹ phòng chống thiên tai, nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. Đảng ủy xã Phú Lâm, huyện Phú Tân vừa tổ chức hội thi cán bộ đảng viên tuyên truyền cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Tham gia hội thi có 8 đội, mỗi đội có 2 đơn vị đến từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Phú Lâm. Các đội dự thi trải qua 3 phần thi gồm phần thi tự giới thiệu, tiểu phẩm và bốc thăm trả lời câu hỏi. Nội dung xoay quanh chủ đề tuyên truyền cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình cách làm hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, ban tổ chức đã trao 6 giải cho các đội thi đạt thành tích xuất sắc của hội thi, trong đó đội thi chi bộ trường tiểu học Phú Lâm đạt giải nhất. Được triển khai từ năm 2018, đến nay chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP ở An Giang đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, có sức lan tỏa lớn, tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã phát huy thế mạnh đặc thù ở mỗi địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững, góp phần giảm nghèo, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn. Tính đến nay, toàn tỉnh có 81 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên ở 11 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, 2 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, 15 sản phẩm đạt 4 sao, 64 sản phẩm đạt 3 sao của 52 chủ thể sản xuất kinh doanh có sản phẩm OCOP. Từ đây đến cuối năm 2023, An Giang phấn đấu có thêm 40-50 sản phẩm được công nhận sản phẩm 3 sao trở lên, ít nhất 10 sản phẩm đạt 4 sao và 1 sản phẩm đạt 5 sao. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có thêm 170 sản phẩm từ 3 sao trở lên. Để phát huy hiệu quả của chương trình này, các địa phương xác định việc thực hiện chương trình OCOP là một nhiệm vụ trọng tâm cần được quan tâm và triển khai, đặc biệt đối với các địa phương không có điều kiện thuận lợi về sản xuất hàng hóa tập trung, nhưng có lợi thế về sản vật, ngành nghề truyền thống và dịch vụ du lịch. Phát triển chương trình OCOP phải trên cơ sở cung cầu, gắn với điều kiện, tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng miền. Dựa vào giá trị đặc sắc bản địa, đồng thời hướng đến thị trường lớn đa dạng, tuyệt đối không chỉ làm theo phong trào hoặc lối mòn, tăng cường công tác giám sát sau công nhận OCOP để kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn và nâng cao uy tín, cũng như xây dựng thương hiệu của sản phẩm OCOP trong lòng người tiêu dùng. Ngày 3 tháng 9, đồn biên phòng Nhân Hưng, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phối hợp cấp ủy chính quyền đoàn thể phường An Phú, thị xã Tịnh Biên tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại trường tiểu học B An Phú và cơ sở từ thiện 65. Các đơn vị phối hợp đã tổ chức trao 600 phần quà, mỗi phần quà gồm tập sách, quần áo, dụng cụ học tập trị giá 300.000 đồng, 80 bộ sách giáo khoa, 2 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi và 100 phần quà, mỗi phần quà gồm gạo, các nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Phú, thị xã Tịnh Biên. Tổng trị giá các hoạt động khoảng 240 triệu đồng do các đơn vị phối hợp vận động quyên góp. Những hoạt động thiết thực ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Hưng nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân trên khu vực biên giới, chung tay góp sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương, chăm lo cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên, tiếp tục học tập, giúp đỡ các hộ dân nghèo vượt khó vươn lên, ổn định cuộc sống, thể hiện đạo lý tương thân tương ái của dân tộc và thắt chặt tình quân dân. Hội nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Hội nông dân xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu vừa tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ nông dân với pháp luật và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Câu lạc bộ nông dân với pháp luật xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu có 30 thành viên. Các thành viên câu lạc bộ có nghĩa vụ thực hiện gương mẫu và vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nông dân, phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân, tạo điều kiện để các thành viên và nhân dân trên địa bàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Cũng tại lễ ra mắt, các thành viên và bà con nông dân được nghe tuyên truyền phổ biến nội dung của Nghị định 100 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng chống giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan thường trực, chủ trì, cùng với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân quyền thị xã thành phố và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện việc phòng chống giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông và lũ quét, ngập úng như sau. Khẩn trương thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách để đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét. Đối với các khu vực đã phát hiện có nguy cơ sạt lở, lũ quét, phải kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ. Tổ chức hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, chỗ ở theo quy định để ổn định đời sống cho các hộ bị mất nhà do sạt lở, lũ quét hoặc phải di dời để phòng tránh sạt lở, lũ quét, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở, tiếp tục tổ chức rà soát kỹ, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, nhất là các khu vực có dân cư, trường học, công sở, doanh trại, nhà máy, xí nghiệp, vân vân. Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để quy động sức mạnh của nhân dân trong việc phát hiện, thông báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, hướng dẫn kỹ năng để người dân chủ động ứng phó khi có sự cố, hạn chế thiệt hại, đặc biệt cần chú ý có hình thức tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp, kịp thời đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về lâu dài, các sở ngành và địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch, xây dựng và hoạt động xây dựng, nhất là việc xây dựng nhà cửa, công trình ở khu vực địa hình sườn dốc, ven sông, suối, kênh rạch, vùng có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất, sụt lún, nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm triệt để các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý sử dụng đất, quản lý bảo vệ rừng, hoạt động xây dựng, nhất là hoạt động xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ đặc dụng, khai thác, tập kết khoáng sản trái phép cho đúng quy định của pháp luật để giảm nguy cơ rủi ro thiên tai, hạn chế xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập úng. Tổ chức rà soát, xây dựng dự án và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét bố trí và huy động nguồn lực để thực hiện các dự án mang tính căn cơ, bài bản, bền vững nhằm phòng chống sạt lở, chủ động di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai, nhất là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên Đặng Thị Qua Rây đến dự lễ trao tặng nhà nghĩa tình dân vận cho ông Lê Hữu Hiền là hộ cận nghèo thuộc khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh. Căn nhà được xây cất mới khang trang có diện tích 48m², kết cấu nhà cấp 4, đảm bảo bà cứng, mái tôn, nền lót gạch mèn, dách xây gạch, có gác lửng và nhà vệ sinh, tổng kinh phí xây dựng 133 triệu đồng, trong đó ban bảo trợ Hội chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng, ban vận động quỹ vì người nghèo phường Bình Khánh hỗ trợ 3 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp và xây cất. Dịp này, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm cũng đã trao tặng nhiều phần quà và chúc mừng gia đình ông Lê Hữu Hiền có căn nhà vững chãi, ổn định làm ăn, vươn lên trong cuộc sống. Ban dân vận tỉnh ủy An Giang cũng vừa trao tặng nhà nghĩa tình dân vận cho anh Trần Văn Chí, ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành. Căn nhà được xây dựng có diện tích 50m², ngang 5m, dài 10m, kết cấu mái lợp tôn, dách tường gạch, nền lát gạch men, đảm bảo ba cứng, kinh phí xây dựng 90 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Tại buổi lễ, lãnh đạo ban dân vận tỉnh ủy, địa phương và nhà tài trợ còn tặng thêm cho gia đình nhiều phần quà.